Năm Chiếc Bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Trên Facebook, nhóm Người Công Giáo, một thầy phó tế John Laurie Nguyễn kêu gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc thuộc dòng Chúa Cứu Thế vừa mới mất. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vừa mất đi một cây đại thụ có rất nhiều đóng góp trong việc truyền giáo cho người trẻ qua các sinh hoạt, hoạt náo, qua lời ca tiếng hát với ca khúc vui tươi trong suốt nhiều thập niên trên quê hương Việt Nam. Sự ra đi của cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc là sự mất mát cho nhà dòng nói riêng và giáo dân Sài Gòn nói chung. Giáo dân Sài Gòn đã sống lâu ở Sài Gòn, chắc hẳn không ai không biết đến cha Tiến Lộc, một linh mục giảng hay, một hoạt náo viên giỏi, một nhạc sĩ đa tài. Sau thời gian mang bệnh ở tuổi 80, lại thêm bệnh tim và đã bị đột quỵ nhiều lần. Việc chăm sóc sức khỏe của cha Tiến Lộc được bác sĩ đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe. Cha Tiến Lộc đã được Chúa gọi về, xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc thuộc dòng Chúa Cứu Thế vừa mới qua đời. Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc là một linh mục Công Giáo người Việt thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Cha cũng là một huynh trưởng hướng đạo. Cha cũng là một nhạc sĩ, viết nhiều bài hát sinh hoạt thanh thiếu niên, đặc biệt là cho phong trào hướng đạo Việt Nam với bút danh Tiến Lộc. Các bài hát của cha được nhiều người biết đến là Anh Em Ta Về, Con Voi, Giây Phút Chia Ly. Cha tên thật là Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1943 trong một gia đình Công Giáo tại Hà Nội. Thuở nhỏ, cha làm giúp lễ tại nhà thờ lớn Hà Nội. Cha bắt đầu tham gia sinh hoạt hướng đạo từ năm 1951. Năm 1954, cha cùng gia đình di cư vào Nam, sinh sống tại Nha Trang. Năm 1955, cha vào Đệ Tử Viện Vũng Tàu thuộc dòng Chúa Cứu Thế, bắt đầu con đường tu tập. Vào thời gian nghỉ hè, cha về thăm gia đình ở Nha Trang, tham gia các hoạt động hướng đạo tại đây. Năm 1965, cha vào nhà tập ẩn tu một năm, sau đó vào tu học tại Học viện dòng Chúa Cứu Thế và Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt. Tại đây, được sự cho phép của bề trên, cha thành lập một toán hướng đạo bao gồm 8 chủng sinh đang tu học tại Đà Lạt. Bên cạnh thời gian tu học, cha hoạt động rất tích cực trong hoạt động hướng đạo, được mời tham gia ban huấn luyện hướng đạo khu vực khi còn chưa có bằng rừng. Năm 1971, sau khi học xong chương trình thần học tại Giáo hoàng Học viện Đà Lạt, cha được điều về Đệ Tử Viện Vĩnh Long. Cha thụ phong chức linh mục cuối năm 1972 và được điều về giúp việc tại Đệ Tử Viện Thủ Đức. Bên cạnh việc mục vụ, cha tiếp tục hoạt động tích cực trong các hoạt động hướng đạo, được xem là một huynh trưởng lớn của ngành tráng trong phong trào hướng đạo, với tên rừng là Voi Hoạt Bát. Sau năm 1975, cha ở lại Việt Nam làm giám đốc đệ tử toàn quốc của dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam. Cha vẫn hoạt động mục vụ dưới sự hạn chế của chính quyền mới, nhưng các hoạt động hướng đạo bị chấm dứt. Tuy nhiên, đầu năm 1978, cha bị bắt và bị đưa đi học tập cải tạo trong 4 năm. Cha được trả tự do đầu năm 1982 do sự can thiệp của Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Thời gian sinh hoạt hướng đạo, cha sáng tác nhiều bài hát dùng trong sinh hoạt tập thể. Các bài hát của cha được nhiều người biết đến là Anh Em Ta Về, Con Voi, Giây Phút Chia Ly. Trước năm 1975, cha là một trong những người tiên phong của chương trình Đố Vui Để Học trên đài truyền hình Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa.